Nong là thương binh loại 1/4. Hôm nay tôi công khai là chủ của blogger Huỳnh Xuân Nong. Trong blogger của tôi bắt đầu hoạt động từ tháng 2 nhưng đã 2 lần bị an ninh xóa bỏ blogger của tôi. Nay tôi trực tiếp lên YouTube, có những lời nhắn gửi đến ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những điều bức xúc của dân chúng. Nội dung những cái điều đó tôi sẽ nói sau đây. Gửi ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cùng ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng kính gửi các cơ quan có chức năng. Tôi tên là Huỳnh Xuân Nong, hiện là thương binh 1/4, có địa chỉ tại số 5 Đại lộ Thăng Long, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tôi có số chứng minh thư 01104555. Tôi viết đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Trung tá Nguyễn Dũng là trưởng đồn công an Mỹ Đình, còn gọi là đồn công an số 1 thuộc công an huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cùng ông Nguyễn Hữu Kiết Quyết, hiện là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cùng một số người là cán bộ nhà nước, về việc vào thời điểm tháng 2 năm 2011 đã kết hợp sử dụng một nhóm lưu manh côn đồ hành hung bức hại người dân và sau đó cùng nhau che giấu, bao che, dối trá, phi tang một cách vô sỉ, hành xử lưu manh và côn đồ tập thể của một số viên chức chính quyền địa phương đang ở mức báo động đỏ. Nhóm bạo lực đỏ đó cụ thể đã vào phá hủy tài sản là nhà ở và gia đình nhà tôi, chiếm đất xây nhà trái phép không một thủ tục hành chính. Tôi đã làm rất nhiều đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng nhưng không ai giải quyết. Tài sản bị phá hủy gồm 3 gian nhà gần 90m2 cùng 70m2 quán bán hàng cùng một số tài sản khác trị giá vào thời điểm 2011 là 200 triệu đồng. Đề nghị thanh tra xác minh trả lời việc phá hủy 3 gian nhà cùng gần 100m2 quán bán hàng gây thiệt hại hàng mấy trăm triệu đồng của gia đình. Người nông dân như tôi khi bị nhóm lưu manh đỏ thực chất là chính quyền tước đoạt một cách trái luật và trắng trợn ngay trên mảnh đất của mình, nhà mình đang ở. Tôi đã làm rất nhiều đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng không thấy trả lời. Đề nghị áp dụng hình thức xử lý thích đáng đối với người tố cáo, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo và xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Yêu cầu của người tố cáo: đề nghị thanh tra xác minh trả lời việc phá hủy 3 gian nhà cùng gần 100m2 quán bán hàng gây thiệt hại 500 triệu đồng của gia đình. Người nông dân như tôi khi bị nhóm lưu manh đỏ thực chất là chính quyền tước đoạt một cách trái luật và trắng trợn ngay trên mảnh đất của mình, có nhà đang ở. Đề nghị áp dụng hình thức xử lý thích đáng đối với người tố cáo đã không còn làm công vụ thì đó là hành vi phá phách cướp bóc như là một lũ giang hồ. Khác chăng, đây là một lũ giang hồ được khoác cái áo công vụ để dễ dàng hù dọa để cướp đất mà thôi. Đề nghị khởi tố bị can với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái việc, trái đạo, trái luật, hủy hoại tài sản của công dân, sử dụng xã hội đen để chấn áp dân, cướp phá tài sản của dân, coi thường dân, vu khống dân, gây hậu quả xấu về kinh tế và chính trị đặc biệt nghiêm trọng. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tôi cam đoan những lời nội dung nói
tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có cố tình tố cáo sai. Người tố cáo: Huỳnh Xuân Long. Tôi là Huỳnh Xuân Long, là chủ của broker Huỳnh Xuân Long và broker Huỳnh Xuân Long 60 Blogspot. Đồng thời, tôi làm chủ gần 500 đoạn video. Trong cái vụ việc của gia đình nhà tôi, khi xảy ra sự việc tương tự như gia đình nhà anh Đoàn Văn Vươn, nhưng tôi đã không chống lại, tôi không mua vũ khí để tôi bắn lại những con người đã vào cướp nhà tôi. Ngược lại, tôi trang bị toàn bộ hệ thống camera, máy quay phim, các dụng cụ khác. Nhân dịp kỷ niệm ngày hôm nay, số người đã truy cập vào trong trang mạng YouTube của tôi là 20 triệu lượt truy cập vào trang mạng của tôi. Như vậy, 20 triệu lượt truy cập vào trang mạng YouTube của tôi, họ đã biết được câu chuyện ở ngay tại Mễ Trì Từ Liêm, Hà Nội, có một tốp người lợi dụng danh nghĩa là nhà nước, đã mặc quần áo công vụ, đã mặc quần áo công an, đã mặc quần áo chính quyền vào phá hủy, cướp nhà và đất là tài sản của gia đình nhà tôi. Để có được cái thành quả đến ngày hôm nay thì tôi cũng công bố cho các bạn được biết tôi là Huỳnh Xuân Long. Và thời điểm họ đến lao vào cướp nhà tôi đã không mua súng đạn và tôi đã không chống đối. Tôi đã bỏ tiền ra mua những thiết bị này. Đây là cây bút quay phim để quay tất cả những cái hình ảnh bọn chúng vào phá và cướp của gia đình nhà tôi. Tiếp tục, đây là một cái giả là cái chìa khóa ô tô. Tôi cũng đã quay phim chụp ảnh bằng các thiết bị này. Tiếp theo nữa, tôi mua hẳn một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này có chức năng quay phim, chụp ảnh, ghi hình hàng 2-3 tiếng đồng hồ. Toàn bộ những cái thông tin này, thông tin sau khi tôi đã quay phim vào đây và tôi đã cho tất cả vào ngân này, cái USB đấy, để lưu giữ lại và để chuyển lên YouTube. Tiếp tục, tôi đưa vào cái ổ cứng này. Đây, ổ cứng đây. Những cái ổ cứng này tôi đã làm nhiệm vụ đưa vào YouTube, phim trên mạng để cho 20 triệu lượt người biết cái câu chuyện ở Mễ Trì Từ Liêm. Đấy là cái sự thật của bọn lưu manh đỏ, côn đồ vào cướp và phá hủy. Và kết quả để đến ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay, có 20 triệu lượt người truy cập biết cái bộ mặt thật của cái bọn gian trá. Đấy là cái sự thành công của tôi. Đây là kinh nghiệm của tôi. Còn tôi có thể mất nhà, nhưng cái xã hội này họ biết cái bộ mặt thật của cái những cái nhóm người lãnh đạo ở cái Mễ Trì Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, đây là kinh nghiệm rất chân tình để cho các anh chị em biết được. Như các bạn đã biết, tôi dùng rất nhiều thiết bị để quay phim, chụp ảnh, quay công khai, quay ném. Rồi như vậy, tất cả những cái hình ảnh của bọn lưu manh đỏ, thực chất nó là bọn cướp, đã bị tôi ghi âm, quay phim, chụp ảnh, đưa hết lên mạng. Đây nữa, tôi còn dùng cả một cái máy quay phim như này để đặt ở góc nhà. Tôi quay rất nhiều những cái hình ảnh chúng nó vào, nó xây nhà, cướp nhà để cho bà con biết. Nhưng tôi chưa đưa lên mạng tiếp để xem chúng nó ăn năn hối cải như thế nào. Xin mời các bạn cứ tiếp tục theo dõi. Một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, tôi dùng 6 cái ổ cứng này. Tôi ghi âm, tôi quay phim, tôi chụp ảnh, tôi đều đưa vào các ổ cứng. Mà các ổ cứng này tôi để rất nhiều địa chỉ, đi đâu tôi cũng có thể tung lên mạng được. Mà cái sự thật là chúng nó rất sợ. Chúng nó chỉ sợ thứ sự thật thôi. Vì chúng nó có súng, chúng nó có quyền hành trong tay, chúng nó được sự bảo che
che chở của cả một bộ máy bịp bợm đấy, mà chúng nó không thể che đậy được tôi. Tôi có thể ở Campuchia, tôi cũng có thể đưa tin lên mạng được. Tôi có thể ở Singapore, tôi cũng có thể đưa tin lên mạng được. Tôi có thể ở Trung Quốc, Hồng Kông, Manai, bất kỳ nơi đâu tôi cũng có thể đưa tin lên mạng được. Mặc dù tôi không cần cầm một cái dụng cụ gì cả, tôi đưa lên YouTube, tôi đưa lên 4-5 địa chỉ YouTube, sau đó tôi khóa lại. Và cần cái gì tôi lại mở ra cho mọi người xem, và nó cãi đâu thì tôi lại mở ra cho mọi người xem. Đấy là cái sự công khai của tôi cho bọn New Mind Đỏ biết được rằng dân chúng tôi tuy là nông dân thật, nhưng chúng tôi đủ trình độ sử dụng máy vi tính, đủ trình độ làm phim, đủ trình độ đưa lên mạng để cho chúng nó thấy cái sự thật của chúng nó. Xin thưa với bà con được biết, bọn chúng nó tuy chức vụ là trung tá, tuy chức vụ của nó là trường đồn, nhưng tôi xin rằng, xin thưa rằng trình độ của chúng nó đọc còn chưa biết, viết còn chưa rõ, bảo vi tính thì chúng nó ngu xuẩn vô cùng. Kính thưa bà con, để có được những cái kết quả như đến ngày hôm nay, sau khi bọn chúng lao vào nhà tôi chiếm đất xây nhà, và sau đó tôi đã tung lên những đoạn video lên trên mạng, và bọn chúng đã trả lại đất cho tôi, bọn chúng đã rút lui một cách êm thấm, thậm chí những cái viên gạch bọn chúng đã đưa vào xây nhà xong, bọn chúng lại tự đem đi, thậm chí còn quét dọn một cách rất sạch sẽ những cái vật mà bọn chúng đem đến cướp để xây nhà. Bọn chúng âm thầm làm những cái hành động như vậy toàn vào ban đêm. Cho nên những cái hình ảnh dọn dẹp đối với bọn chúng tôi không thể quay được, mà quay được nhưng lại không rõ nét. Những cái hình ảnh đó nó mờ, nhưng cũng để rộng đường dư luận, cho dư luận biết được những cái thành quả đến ngày hôm nay. Tôi thì là một nông dân, sau khi đi bộ đội về bị thương liệt một chân một tay, và đã có thể nói rằng không được một cái xã hội này ưu đãi một cái gì cả, ngoài cái tiền lương thương tật, không công ăn việc làm, vợ con nghèo, tôi đã phải ra bãi rác để ở. Các bạn ạ, một con người ai cũng muốn sống sung sướng, nhưng bản thân tôi đã phải ra bãi rác để ở, để sinh sống bằng cái nguồn lợi nhuận, bằng cái công việc đi sàng cái đất rác để bán để làm phân. Sau khi nhiều người người ta không mua nữa, tôi có một lượng phân khổng lồ, tôi đã quay sang để trồng xương rồng. Từ những cái thời điểm năm 1996-97-2000, những thời điểm đó cả cái nước Việt Nam này họ biết tôi trồng xương rồng ngay tại khu bãi rác. Một cuộc sống ở bãi rác đã khổ như thế nào, lúc đó không ai để ý. Đến bây giờ nó lên cơ nghiệp. Luật đất đai năm 2003 nó đã ra đời. Luật đất đai năm 2003 nó đã tháo gỡ cho những người sử dụng đất trước năm 2003, kể cả nhảy dù, lấn chiếm, bất hợp pháp, khi nhà nước thu hồi đất đều được đền bù. Chính cái luật đất đai năm 2003 nó đã tháo gỡ cho gia đình nhà tôi hoàn toàn cách phải. Nhưng bọn New Mind Đỏ thực chất là chính quyền, hoàn toàn chúng nó có học hay không? Chúng nó không có học. Chúng nó được lên chức là do anh em, gia đình, nó đều có họ hàng dây mơ, dây mã với nhau. Nó giới thiệu nhau vào đảng, nó giới thiệu nhau vào đoàn, sau đó nó giới thiệu nhau lên chức vụ. Và lên chức vụ rồi, bắt đầu chúng nó đi ăn, ăn bẩn, nó đến nó cướp, chiếm, nó tìm những cái sơ hở của người dân để nó cướp. Nhưng nó đã không ngờ nó đã va vào tôi. Tôi nói thật với các bạn rằng đồng tiền là đồng tiền xương máu của tôi. Như tôi đã nói với các bạn,
tôi đã nói với các bạn là tôi đã nói với các bạn là vào cái thời điểm chúng nó đến cướp, chúng nó hùng hổ lắm, nó cả lưu manh đỏ, nó cả lưu manh thường, nó đến nó vác súng đến tận nhà tôi, nó chấn áp, nó gây gổ để mục đích của chúng nó xin đất để làm nhà. Tôi bảo rằng đất của nhà tôi là tôi đang sử dụng, còn muốn làm nhà thì phải vào xin ủy ban. Bọn chúng đã bất chấp, nó còn tuyên bố không cho thì nó đánh. Đấy, cuối cùng tôi để cho chúng nó tự quyết định. Tự quyết định thì chúng nó xây nhà. Nó xây nhà thì nó phải đút nót hối lộ để nó được xây. Nhưng rồi cuối cùng nó xây không xong, không ổn thỏa, nó quay sang nó bảo nó mua. Các bạn ạ, bọn chúng nó ngu hết. Năm nay là năm 2011, luật đất đai đã có từ năm 2003, luật xây dựng đã có từ năm 2004. Luật đất đai năm 2003 nó nói đến điều gì? Thằng nào mà vào đây mà cướp thì sẽ bị nhà nước cương quyết phá dỡ, thu hồi, không đền bù. Luật xây dựng nói đến điều gì? Người nào xây dựng sau năm 2004, thậm chí ở trong thành phố Hồ Chí Minh có những trường hợp xây năm 2006, thì khi nào nhà nước nấy, nhà nước sẽ đền bù, người dân vẫn giữ nguyên hiện trạng để sử dụng. Đấy là luật. Nhưng bọn này chúng nó bất chấp đạo lý, bất chấp luật pháp, chúng nó thành dây mơ vào với nhau, chúng nó thành một ekip vào với nhau, chúng nó bỏ tiền, chúng nó xây nhà rất to, rất đàng hoàng, chúng nó hy vọng nó cướp được, nó hy vọng nó bao che được, nó hy vọng nó che đậy được. Nhưng nó đã không ngờ, nó đã vào ống kính của tôi tất. Còn tôi chưa đưa lên vội là vì cho chúng nó cứ ăn năn hối cải đi, cho chúng nó nhìn thấy sự thật đi, tôi sẽ mở dần ra cho bà con xem sao. Là vì bây giờ đối với tôi cũng không cần gì nữa rồi. Năm nay tôi chính xác cũng là 54, 55 rồi, ăn không ăn được nữa, tiểu đường rồi, bị thương liệt một nửa người, một bên trên trái bên phải bị liệt rồi, không làm gì được nữa, không ăn được nữa, mỗi ngày mỗi bữa có bát cơm thôi, không ham hố gì như chúng nó ăn nhiều, chơi gì bà con có biết không, đi chơi gái ấy. Rất chân tình, nhưng tôi không có nhu cầu đó, bây giờ tôi chỉ có nhu cầu đi du lịch thôi. Đấy là những cái điều để cho bà con.